Chào anh em nhé. Ngày hôm nay mình lại ra đám mì được 70 năm đến 80 ngày tuổi. Để làm gì các bạn? Để thăm rẫy, có gì đâu. Mì cứ phải có người nó với tàu củ nó mới to các bạn ạ. Bên cạnh đấy thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái theo cái quy trình ấy. Cỏ đợt cuối luôn các bạn ạ. Đợt cuối này thì mình sẽ làm bằng tay nhá. Và sẽ có những cái gì đặc biệt thì mời các bạn xem hết video này nhá. Nào, và video anh em ơi. Vâng, thưa cô bác, thưa bà con. Đây là toàn cảnh cái mì của em được 70 năm đến 80 ngày tuổi. Em đã phun được hai lần bón phân làm cỏ. Có hai video lần trước rồi đấy. Và lần này là mình sẽ làm gì các bạn? Lần này là mình sẽ chuẩn bị cho mì khép tán. Thì mình sẽ phải làm cỏ các bạn nhé. Công đoạn đầu tiên là mình phải làm cỏ bằng tay á. Còn những cái gì mà cỏ nó sót lại á, đây là những cái cỏ mà bộ đội này, cỏ Mỹ này, nó chết hết rồi. Nhưng mà còn một số những cái loại cỏ nó không chết ấy, là những cỏ này. Đây là những cái cỏ này. Thì mình phải làm gì các bạn? Thì mình phải làm tay thôi. Làm tay thì đó là con người, những con người kia đặt hàng lâu lắm rồi giờ họ mới làm cho mình. Đám mì của mình thì phần đa là tốt các bạn ạ. Nhưng mà còn có một số đá quá. Đây các bạn nhìn này, toàn đá là đá. Thì ở những cái chỗ đá này một số là nó lên được, còn một số này nó cũng không được tốt lắm đâu. Thì có những cái chỗ này thì mình cần phải bổ sung thêm đạm các bạn nhé. Phân chuồng, đạm và phân chuồng. Người ở đây mình thuê toàn lại chị em phụ nữ ấy. Họ chăm chỉ chịu khó lắm, như những con ong ấy. Sao mẹ thấy mì của Hảo thế nào? Làm thấy thế nào mẹ Lan ơi? Đẹp nhất à? Đẹp nhất trong làng. Ui rồi, đẹp nhất trong làng. Bà già thấy thế nào mẹ quý? Cảm giác thấy mì của Hảo làm được không? Đẹp. Đẹp à? Rồi, cảm ơn nhá, cảm ơn hai mẹ lên sóng. Còn chị em phụ nữ là muốn lên sóng của Hảo không? Phát biểu cho nào. Rồi hầu hết là có chồng hết rồi các bạn. Nên là họ chia sẻ rất chân tình nhá. Bà già, gọi là những cái trong làng mình thì hay gọi là mẹ. Đó. Vâng, cảm ơn mẹ Miền Nam chia sẻ rất là chân tình. Mì của mình trồng máy các bạn nhé, trồng máy. Thì mình đã nói nãy mình nói tiếp này. Đấy, bây giờ là mình phải làm những cái cỏ này nhá, phát sạch đi. Cái nào nhổ được thì nhổ, nhất là cái dây này phải nhổ, đúng không ạ? Cái dây này các bạn ưu tiên là các bạn nhổ cho mình, nếu không là nó sẽ cuốn lên cái này, nó sẽ làm cái mì mình không phát triển được. Còn những cái loại cỏ khác á, nó sót lại chẳng hạn thì mình sẽ phải nhặt, là mình phát bên dưới nhá các bạn nhá, phát ở phía dưới. Đây những cái này là mình sẽ phát phía dưới, và đồng thời là cái khoảng là 5-7 ngày sau ấy, nó sẽ lên nhú nhú các bạn, nhú nhú thì các bạn pha cái loại hoạt chất mà thuốc cỏ sinh học đời mới ấy, mà glyphosate ammonium ấy, cho 70 ml thôi, cho vào bình 20 lít, là các bạn sẽ phun rà phía dưới đấy. Phun rà phía dưới đấy là mình là làm cỏ lần cuối nha các bạn nhá, là xong đấy. Còn lại là anh em mình cứ vậy là đây, nó ra rẽ củ hết rồi các bạn, phun siêu to củ có lần mà nó rẽ hết củ rồi đó. Đó, tạo củ đây các bạn đấy, thấy chưa? Thời gian này mà các bạn mà cứ tạo củ cho mình, to củ, dưỡng củ, siêu tạo củ, siêu to củ thì không còn gì bằng. Rẽ hết củ đấy nhá. Đấy, cây mì mới có thế này thôi. Chưa tới ngang cặp quần. Đã có những cái củ rẽ hết rồi này. Đây, nước chân chim hết rồi các bạn. Rẽ hết rồi nhá. Đấy. Thì các bạn sẽ kết thúc làm cỏ. Và đồng thời mì sẽ khép tán, ok. Song song cái đấy thì bữa nay nó có những cái bệnh này các bạn này. Đây là những cái bệnh. Bệnh này anh em nhìn thấy rồi đúng không ạ? Xoăn lá. Xoăn lá thì là mình đây là do cái hom khi mà mình trồng máy là nó đi từ đây lại kia, là cái hom mang bệnh các bạn ạ. Thì đáng nghĩa nếu mà mình phát hiện ra thì mình sẽ nhổ bỏ, tiêu hủy nhổ bỏ. Nhưng mà mình thôi thì mình không nhổ bỏ, nhưng mà mình sẽ dùng cái thuốc á. Thuốc để xem là cái hoạt chất, cái thuốc đấy nó có diệt trừ được cái bệnh khảm này không. Thì mình đã dùng cái loại Arimex các bạn nhé. Đầu tiên là dùng Arimex.
thì nó đã dừng lại rồi. Còn nếu mà các bạn mà muốn phun vào trời nắng ấy, phun vào trời nắng thì các bạn phải dùng cái thuốc A Dragon. Mình đều là đưa nhãn thuốc cho các bạn hết. Khi mà các bạn là pha với siêu tạo củ cái A Dragon ấy thì các bạn sẽ phun vào ban ngày được nha. Còn cái Arimax thì các bạn phải phun vào chiều tối cộng với Zinvin để phòng những cái cây chết héo, chết nhanh chết chậm. Vậy thì hoạt chất đấy nó làm cho cây của mình như nào các bạn? Đây, khảm lá thì nó có chiều hướng là nó bình phục lại các bạn này. Đấy, những cái lá xoăn lần trước này thì bây giờ là nó đã chuyển sang được cái lá này nhá. Đấy, những cái lá này là cũng là tương đối là ok rồi đúng không ạ? Rồi cái cây mà nó đang bị xoăn như thế này thì nó cũng không có lây sang cái cây này. Đấy, tức là làm gì mình đã cắt đứt cái chuỗi mà nó lây lan sang đây rồi. Đó là những cái con nhện á, nhện đỏ, là những cái con rầy phần trắng các bạn ạ. Đấy nhá, mình sẽ quay chậm cho các bạn. Các bạn cũng đừng có hoang mang lắm. Giai đoạn 60 ngày đầu tiên là giai đoạn vàng để cho các bạn xử lý cái bệnh này và cái bệnh chết nhanh chết chậm này các bạn này. Bên này một cây khảm nhá, bên này một cây khảm, cây này ở giữa này, không phải gì này. Các bạn thấy không? Đấy. Cho nên là các bạn cứ yên tâm, tự tin. Những cái thuốc nào mình cung cấp cho các bạn là đều là phải kiểm định hết. Chính mình kiểm định xong rồi là mình mới tung ra thị trường, mình mới giới thiệu cho bà con. Chứ không là bà con lại tiền mất tật mang, rồi bà con lại không có thấy không phê. Đấy, đây là cái lá của nó này. Đợt đọt đọt của nó này, chuẩn bị là nó liền lại đấy các bạn nhé. Vậy nha các bạn. Đấy, hướng dẫn làm cỏ kiểm tra cây mì. Hai cây này ở giữa, cây này thì không việc gì này, vẫn phát triển bình thường các bạn này. Còn cây này nó khảm là nó khảm từ gốc, nó khảm lên rồi nhá. Cái này nó là từ cái đọt, từ cái thân lần trước mà nó bị nhiễm rồi. Bây giờ là mình tình cờ mình trồng, mình không phát hiện được. Nhưng mà nó như thế này là mình đều là mình phòng hết, mình khử trùng hết. Đấy. Vậy lần thứ ba các bạn làm cỏ như vậy nhá. Khi mà tán lá này nó đang chuẩn bị giao nhau rồi, khép lại với nhau thì các bạn phải nhanh tranh thủ thuê người. Mình không làm được thì mình thuê người các bạn. Mình thuê người coi như đổi công ấy. Trong làng mình hầu hết là người ta đổi công. Nhưng mình thì mình không đổi được công thì mình trả tiền cho các bạn, cho họ luôn. Thuê là cứ thuê các bạn con gái thôi. Chăm chỉ chịu khó. Các bạn con trai thì đôi khi là cái độ kiên trì dẻo dai không bằng các anh, các chị phụ nữ đâu. Nha các bạn nha. Đấy. Trần Văn Hào xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo nhé. Nếu bạn thấy video này hay thì cho mình một like, cho mì đẹp thì cho mình một like nhé. Còn chưa đăng ký thì đăng ký kênh của mình để những video tiếp theo mình làm thì các bạn sẽ được xem trước từ mình nhé. Có bình luận gì anh em cứ để lại trong phần bình luận nhé. Ok, xin chào và tạm biệt các bạn. À, chào khán giả của mình một phát nào, giơ tay nào. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Bà già bye bye đây. Mẹ Lan. Bye bye nào. Đấy, ok đấy. Xin chào các bạn.